Thương hiệu ô tô Việt Nam khi chiếc ô tô điện thương hiệu Việt đầu tiên chính thức lên tàu xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Cầu nối mang Việt Nam đến gần hơn với thế giới, cũng như mang thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Một lần nữa, xin chúc mừng VinFast Vingroup. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu khách quý đã tới sự buổi lễ xuất khẩu xe ô tô điện VinFast ngày hôm nay. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.